Thì tới được không? Lúng thôi chứ có đâu có gãy đâu. Rồi, cho ăn đi. Thắt lát. Ồ, đã nha. Thì nãy mình gọi mắt trắng giờ đó. Ốc nhiều quá mà na nó không bắt được đó. Rồi đâu bắt đầu lấy cận cảnh thọt vợt vô quấn cái sập nguyên vàng luôn. Chứ tôi mới sợ ọt nhảy xuống á. Đi đông quá hả? Ừ, chút kia người thêm con Nguyệt thì nó ăn cỡ nào. Rồi thêm hai con nhỏ đại truyền hình. Mày nói Nguyệt nặng hay là ông Kiên nặng? Ông Kiên không lơ xuống dễ gì. Ông nó qua nói cái cầu. Qua được cái cầu luôn. Cái gì vàng? Đã à. Trời ơi. Chơi vàng quá đã ha. Này nhiêu đạm? 35. Cái chơi vàng của mẹ trong rừng phải không? Này được nhiêu ký? Còn ra không? Có con cơ chết thì đứng nó được rồi. Còn cái mục này mục cá được. Cái số lượng nó cũng ít hơn mục kia.